Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Hôm nay là tối ngày 6 tây tháng 1 năm 2022. Con xin giới thiệu lô 4 cây hạt nha cô chú anh chị. 4 cây này 200 ngàn nha. Ship là khách chịu dùm con nha. Cái này là có cây 1 lớp, 1 cây 2 lớp và 2 cây 3 lớp nha. Vườn con thì gửi xe Tô Châu, xe Phương Trang và ship nhổ cây Việt theo á. Ship nhổ cây Việt theo thì cây đi chậm hơn 1-2 ngày so với bình thường, cho nên mình ưu tiên gửi xe nha. Cô chú anh chị mà chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ vườn với nha, để sưu tầm nhiều màu hoa độc lạ nha. Vườn con thì chuyên về xứ hạt và xứ ghép. Con xin giới thiệu cây thứ nhất cho cô chú anh chị mình xem nha. Cây thứ nhất là một cây màu đỏ 2 lớp rưỡi nha. Cây này hoa đỏ 2 lớp rưỡi. Cây này phân 3 nhánh, 4 nhánh. Chiều cao nó khoảng 40 cm nha. Chiều cao khoảng 40 cm á. Cây thứ hai. Cây thứ hai là một cây hoa màu hồng có sọc gân 2 lớp. Cây này thân 1 cốt nha cô chú anh chị. Cây này khoảng 2 gang tay á. Cây thứ ba. Cây thứ ba là một cây 5 cánh. Cây 5 cánh có sọc gân nha. Cây này cái cốt rất là đẹp luôn á. Này cô. Này. Bên đây phần 2 nhánh nè. Cây thứ tư. Em bảo cây hoa màu đỏ 3 lớp. Hoa đỏ tươi 3 lớp nha cô chú anh chị. Cái này nó chưa có nở hết á. Cây này phân phân nhánh rất là đẹp luôn. Cây này phân 4 nhánh nè. Chiều cao nó khoảng 2 gang tay luôn á. Cái này con bán lô 4 cây 200 ngàn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mà sưu tầm xứ hạt thì alo số điện thoại. Số điện thoại con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn của con.